could be us. So back to what I was saying. Could be us. Hoa hậu Diệp Tuyền bị diễn viên gạo cội TVB bắt nạt khi mới vào nghề. Bất chấp những ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp với đàn chị, Diệp Tuyền cuối cùng đã nhận ra ý tốt của Uyển Quỳnh Đan. Mới đây trong một chương trình truyền hình, Diệp Tuyền đã chia sẻ về trải nghiệm của mình khi còn là một diễn viên mới và cô từng cảm thấy như thế nào khi bản diễn Uyển Quỳnh Đan bắt nạt. Vào thời điểm đó, Diệp Tuyền nhận ra rằng cô không phải là nghệ sĩ duy nhất ở vào hoàn cảnh này. Hồ Hạnh Nhi và tôi đang quay phim Bao La Vùng Trời cùng nhau. Cô ấy hỏi tôi đã bao giờ bị một đàn chị bắt nạt khi mới vào làng giải trí chưa. Tôi nói với cô ấy rằng có một người và cô ấy thừa nhận rằng bản thân cũng từng trải qua chuyện như thế. Cả hai chúng tôi sau đó đều nói to tên của người đó và đó chính là Uyển Quỳnh Đan. Cả hai chúng tôi đều bắt đầu chia sẻ về việc Uyển Quỳnh Đan đã nghiêm khắc và khủng khiếp như thế nào cũng như cách chị ấy bắt nạt và dạy dỗ chúng tôi. Cựu Hoa hậu Hoa kiều Thế giới tiết lộ. Bất chấp những ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp với nữ diễn viên dày dặn kinh nghiệm, Diệp Tuyền cuối cùng đã nhận ra ý tốt của đàn chị. Sau hơn 20 năm, cuối cùng tôi đã học được cách diễn xuất đúng đắn, nếu không có sự nghiêm khắc của chị ấy, tôi đã không trưởng thành. Vai diễn đầu tiên của tôi là trong Phòng Thần Bảng, trong phim chị ấy vào vai mẹ của Nacha. Khi còn trẻ, tôi nghĩ khi ai đó khiển trách diễn xuất của bạn và yêu cầu bạn thực hiện lại mọi cảnh quay, tức là họ đang bắt nạt bạn. Trên thực tế đó là tôi không đủ tốt và không đạt được trình độ ngang bằng, nữ diễn viên tâm sự. Nói về kinh nghiệm làm việc với các nghệ sĩ trẻ mới vào nghề, Diệp Tuyền cho hay. Khi một người thể hiện kém, họ sẽ cảm thấy rằng tôi đã sai khi dạy dỗ họ. Chúng ta chỉ cần xem nghệ sĩ này sẽ thành công như thế nào sau này. Có lẽ trong tương lai họ sẽ hiểu tôi làm điều đó vì cái gì, giống như bây giờ tôi rất biết ơn Uyển Quỳnh Đan. Sinh năm 1980, Diệp Tuyền từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều tại New York, cuộc thi sắc đẹp của người Hoa lớn nhất tại Mỹ và đạt giải Á hậu 2. Tuy nhiên, khi Hoa hậu năm đó từ chối đại diện tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều quốc tế, còn Á hậu 1 từ chối danh hiệu, cô trở thành thí sinh được lựa chọn để đến với sân chơi nhan sắc này. Mặc dù sở hữu nhan sắc không mấy nổi trội nhưng nhờ bản lĩnh và chút may mắn, người đẹp đã giành vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều quốc tế. Cũng từ đây, cô bước chân vào làng giải trí và thực hiện giấc mơ làm diễn viên từ thuở bé. Năm 1999, Diệp Tuyền gia nhập TVB và có bộ phim đầu tay là Phòng Thần Bảng, hợp tác với Trần Hảo Dân. Tại thời điểm đó, nữ diễn viên là một trong những hoa đán được TVB tập trung lăng xê nhiều nhất. Năm 2005, họ Diệp dứt áo rời khỏi TVB do bất đồng quan điểm. Cô chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc, thành lập công ty chế tác riêng và bắt tay vào tự sản xuất phim truyền hình do mình đóng chính.